Một ngày học ở AGC, Jake. Chúng mình đã bắt đầu một ngày thật tươi đẹp ở đây bằng việc học nhóm. AGC là một môi trường cực kỳ năng động. Ở đây, chúng mình đã học hỏi được ở nhau rất nhiều điều vì ai cũng hăng say với nhiệm vụ của mình và nhiệt tình với nhiệm vụ của cả nhóm. Ngoài phương pháp học tập cực kỳ căng thẳng trên sách vở, học tập ở các sự kiện văn nghệ và câu lạc bộ là một điều không thể thiếu ở sinh viên trường báo. Ở đây, chúng mình học được là những kinh nghiệm quý báu từ các anh chị khóa trên và đôi khi nó còn hơi ú à nữa. World class! Việt Nam có mấy người như thế? Bên cạnh đó, căng tin cũng là nơi mà những sinh viên sáng tạo như chúng mình có thể học được. Học ăn, học nói, học giao tiếp, học ứng xử. Đó là những kỹ năng mà chúng mình trau dồi hàng ngày ở một nơi thơm phức mùi đồ ăn này. Và có thể bạn chưa biết, AGC còn là một môi trường cực kỳ tâm linh. Hãy cùng Nền Đá Thần để học cách cân bằng cảm xúc hoặc tiếp nhận những tín hiệu tích cực từ vũ trụ. AGC, học tập sáng tạo, mọi lúc, mọi nơi, mọi phương pháp.